trời. Số 1 lấy gì ạ? Lấy 5 cua kìa. Dạ. Cua Cà Mau biết rồi, nhưng mà cua là xanh là tính... cua này là không, nhưng mà nó tính là cua gì, cua thịt hay là cua ấy, cua son nè, rồi gạo tiếng cua nhiều vậy hả? Con hôm qua thì giải nhưng mà anh đặc biệt không à, đặc biệt con thấy gì ba hộp cái màu này á, ai cũng nói vậy hết á. À, thấy mặt của mấy cái màu này xuống luôn. Không, cái kia tôi dắt rồi, rồi mặt gì ba mấy cái rồi, cái màu này nè, màu này, này mà dơ rồi giặt giặt rồi lên mũi rồi bật tiếp. Vậy ba cũng thích màu này nè. Vậy ba thích màu này bởi vì đi tới đâu ai cũng biết mặt vậy ba chứ. À, từ khi con hẻm 565 đường Nguyễn Trãi quận 5 thì ba bán cua rất là đông khách. Thì bên cạnh đó thì những cái gian hàng bên cạnh thì ba trong con hẻm này cũng bán được nhiều thức ăn hơn và số lượng khách cũng nhiều hơn. À, đây là một cái quán bánh cuốn nóng nè, sát bên thì ba bán luôn. Nhiều khách hàng mua cua ba nhưng mà vẫn qua đây ngồi để ăn và chờ cua ba này. Đây là một cái món nóng nha. Đây là cà ri cô lan nè, cà ri gà cô lan. Lan đang làm bún cà ri cho khách hả? Cà ri này cà ri gì cô Lan? Cà ri gà con. Cà ri gà. Một tô vậy mình bán bao nhiêu cô Lan? 38.000 con. 38.000. Cô Lan từ khi dì ba bán con cua trong hẻm này cô Lan bán được không? Dì ba bán thì hồi nào giờ dì Lan bán thường, nhưng mà có dì ba đó rồi tụi con giới thiệu rồi dì Lan kiếm thêm được mới khách nữa. À. Ăn theo. Dạ. À, kệ em bán được, nhưng mà bán ra ăn theo gì ba. À, người ta mua cua người ta dòm đây thấy bà Lan cái người ta quẹo qua ủng hộ luôn. À, cô Lan cho con cái tô nhưng cô Lan nhìn hấp dẫn quá vậy. À, hấp dẫn nè. Chị Lan con kia nhìn ta cái này là bún. Cô Lan này bán bún cà ri gà. Đó, gà nhìn ba luôn nè. Đó, dì ba bên đây thì cô Lan nó bên này. Ờ, mấy đứa dì Lan ổn dài cũng có khách lạ cũng nhiều, cũng bán thêm được khách, thêm mới khách mới nữa. Rồi mấy khách là vô đi ngồi đợi dì ba cái ăn của mình luôn hả cô Lan? Ờ, cũng như trong thời gian người ta chờ đợi đó, rồi hỏi mượn nhờ bàn gì dì Lan ngồi chờ dì ba, rồi tôi nói dẫn chơi, nó ngồi chờ là thấy ăn tô cà ri. Thế thì họ nói trời được thôi, cô cũng có lên mạng vậy, tính hử. Người tham kể đi, trời ơi, có qua có lợi với nhau mà. Dạ. Lắng ngồi đó con. Buôn bán mà mình tính kỹ có đâu được con. Có qua có lợi, giúp qua giúp lợi với nhau, cái đó là chuyện thường tình thôi. Không phải thoải mái chứ.
bán ở đây nhiều người nói là sạch quá chết. Cứ gì an tâm ăn đi, làm có làm làm bậy đâu, chặt miền Tây. Miền Tây. Dân miền Tây. Dạ. Tây Cần Thơ, Hậu Giang. Con cháu chị Lan ăn cái này nào dầm ngày nào cũng ăn, nó chan luôn nó ăn đó. Dạ. Yên tâm mà ăn, không có làm bậy đâu. Bán quá nhỏ thì kêu mẹ y tế phường nó xuống kiểm dịch hoài đó con. Dạ. Gần gì ba luôn, cách 2 mét là có ốc nè, sò nè, đó, đó. Bên gần gì ba còn có bánh khọt nữa nè, bánh khọt cuối cùng này bán cũng lâu trong hẻm này rồi, đó, khách ngồi ăn, khách mua ngồi chờ rồi cũng ăn luôn bánh khọt luôn. Còn thì mình bán sao vậy bà? 4.000 một cái. Mình bán từ mấy giờ? 11:30 trưa hả? Là mình bán. Mình bán tới chiều không ngoài? Hết chừng nào nghỉ giờ đó. À, thông thường thì mấy giờ là mình nghỉ? 3 giờ có máy của tập khách thì 3 giờ, 4 giờ. Dạ. Ngoài bán này chắc cũng lâu rồi đúng không ngoài? Hơn 5 giờ. Rồi, ra sau quả. À. Ngoài từ lúc gì ba bán cua được trong hẻm này có nhiều khách ăn bánh khọt ngoài không? Bán với khách quen. Dạ. Khoảng 3 mét bên tay phải nè là cũng có một quán nước này đó, khách ngồi ăn vừa uống nước này. Đây cũng nhờ dì ba mà quán nước này cũng bán được nhiều nước hơn. Đó, khách là mua cua dì ba ăn rồi uống tại đây luôn. Chị mình bán nước này lâu chưa chị? À, em bán mấy chục năm rồi. À, mấy chục năm cho con hẻm này luôn. À, bán này, bán làng nghề này luôn. Ồ. Thì từ ngày trong con hẻm này nó đông lên chị bán được không? Chị ba mấy khách ngồi đây ăn uống nước luôn. Dạ, ngồi đây uống nước rồi giờ chị ba chưa tới, rồi giờ chị ba đợi ăn ăn. À. Có cái là cũng về. Cũng lợi hơn đó, được đó, ít đó. Mình bán được một ít nước thôi chị ha. Dạ. Đó, khách mua cua của chị ba rồi ngồi ăn tại chỗ này, ngồi sát mấy quán nước bên cạnh chị ba.